Cần Thơ cập nhật cấp độ dịch mới nhất, nới lỏng nhiều hoạt động. Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, thành phố Cần Thơ không còn vùng đỏ. Chính quyền thành phố quyết định nới lỏng nhiều hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, dịch COVID-19 của thành phố đang ở cấp độ 3. Chính quận huyện của thành phố Cần Thơ dịch cũng ở cấp độ 3. Như vậy so với cập nhật trước đây vào ngày 10 tháng 12, thành phố không còn quận huyện nào ở vùng đỏ. Trước đó có đến 7 quận huyện của thành phố ở vùng 4. Thành phố Cần Thơ có 69 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3, 13 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2. Theo văn bản mới nhất, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu không tập trung quá 30 người tại một địa điểm ở nơi công cộng, đám hỏi, cưới, tang và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp. Chính quyền thành phố yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết. Người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hạn chế tối đa di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến những nơi tập trung đông người, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động, song phục vụ không quá 30 người tại cùng một thời điểm, thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt mật độ, tần suất khách đến mua bán. Chính quyền thành phố Cần Thơ khuyến khích bán hàng mang đi, cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà sữa, được phục vụ tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm bảo đảm khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2 m Thành phố tiếp tục tạm dừng hoạt động karaoke, massage, quán bar, vũ trường, trà chơi điện tử. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các thủ trưởng của cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về việc tuân thủ các biện pháp, quy định phòng chống dịch, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đáng. Sở Y tế được giao nhiệm vụ tăng cường công tác tiêm vaccine tiếp tục ra soát các trường hợp chưa tiêm và vận động người dân tham gia tiêm đầy đủ, cũng như tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển. Chính quyền thành phố Cần Thơ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện tăng cường thực hiện xét nghiệm trọng điểm người có triệu chứng ho, sốt, khó thở, truy vết F1 nguy cơ cao, chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine để giám sát cách ly theo quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác phòng chống dịch, tập trung xử lý hành vi vi phạm việc tuân thủ 5K tập trung quá số người quy định, không quét mã QR ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vi phạm cách ly, điều trị F0 tại nhà. Trong năm ngày qua, thành phố Cần Thơ ghi nhận 3.027 ca F0. Đến nay, thành phố có 49.587 ca mắc COVID-19. Hiện, có 14.663 ca F0 đang được cho cách ly điều trị tại nhà, 2014 đang điều trị tại cơ sở y tế. Thành phố Cần Thơ đã tiêm hơn 2,1 triệu liều vaccine. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.